Hi, chào các bạn, lại là Game Hay Thế Giới nữa đây. Thì sau trận chiến, các búp bê trong Puppy Playtime đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Và Hucky Fucky của chúng ta cũng vậy. Xác của nó đã bị ném xuống một cái cống. Cái cống này dòng nước cũng đã trôi ra biển. Nhưng cho tới một hôm, trời đổ mưa, một cơn sấm sét rất lớn đã đánh gần khu vực đó. Nguồn điện của sấm sét cũng đã khiến cho cơ thể của Hucky hồi sinh lại. Và hôm nay tôi sẽ hóa thân thành con Hucky bị rách rưới này để đi tìm một bộ áo giáp vô cùng đặc biệt. Không, muốn phục hồi lại cơ thể để báo thù loài người. Thưa các bạn, tôi vừa mới được hồi sinh nên cơ thể vô cùng yếu ớt, không có sức mạnh như ngày xưa nữa. Giờ mà tôi gặp mấy con búp bê cái sexy xinh đẹp, tôi cũng không thể nào rạo rực mà y chang như là yếu sinh lý vậy. Do đó, Hucky tôi đây cũng cấp tốc nhanh chóng chạy về nhà, tức là công ty sản xuất búp bê. Nhưng vừa mới chạy được vài bước trên bãi biển, tôi nhìn thấy dưới một cái cầu xuất hiện một con quái vật đang tấn công và ăn thịt một tên binh lính. Đáng lẽ tôi cũng không có nhiều chuyện đâu, nhưng mà tôi để ý kỹ lại, thấy tên binh lính đó đang mang một bộ áo giáp sắt và bị con quái vật kia đánh tan hết. Tôi rất là tò mò, bởi vì cái bộ áo giáp sắt đó nó rất phù hợp với tôi lúc bấy giờ. Nếu tôi mang vào, nó sẽ thay thế những cái bộ phận mà tôi đã bị mất đi. Tuy nhiên, con quái vật kia đã ăn thịt luôn tên lính và để lại bộ áo giáp sắt hư hỏng, chỉ còn đôi giày là sử dụng được. Tôi cũng nhanh chóng mang thử đôi giày vào. Wow, và thật là vừa vặn. Đã vậy còn đẹp nữa chứ. Mang đôi giày này mà đi cua mấy con búp bê cái thì thôi, bá cháy bồ chét. Lũ búp bê cái nhìn tôi sẽ rụng trứng hết cho mà xem. Nhưng thật là tiếc, nếu mà tôi có nguyên một bộ thì thật là hay biết mấy. Nhưng thôi, bây giờ dùng tạm trước đã. Tôi cũng nhanh chóng sử dụng đôi giày này và chạy thật nhanh. Thậm chí nó còn có thể tạo ra áp suất không khí và bay được trên không nữa chứ. Bay một hồi tôi cũng đáp đắc. Lúc này bầu trời cũng đã tạnh mưa. Giờ thì tôi sẽ nhanh chóng chạy về công ty sản xuất Puppy Playtime để tìm xác vợ con của mình, xác của mẹ của tôi và xác của ông hàng xóm, bồ nhí của mẹ tôi. Nhưng lúc này tôi chạy qua một khu vực, tôi thấy những tên con người nhỏ, bu đen bu đỏ, một tên con người lớn đang cầm đàn. Đặc biệt tên con người lớn kia mang một bộ áo giáp sắt. Ôi trời đất ơi, đúng là thứ tôi đang cần rồi. Thế là tôi tấn công hắn, bóp lấy cổ hắn. Tôi bảo hắn hãy nhanh chóng cởi quần cởi áo sạch sẽ ra. Để tôi sẽ lấy bộ áo giáp đó mang vào người của mình. Nhưng tên con người bị tôi bóp cổ, hắn nói hắn chỉ mang một bộ áo giáp bằng vải mà thôi. Áo giáp này là hàng giả, không phải hàng thật đâu. Hắn còn nói muốn có bộ áo giáp hàng thật hãy đến nhà người sắt mà lấy. Tôi cũng hỏi hắn địa chỉ của nhà người sắt và hắn cũng đã chỉ cho tôi. Tôi nhanh chóng lên đường. Bay một hồi, tôi đã tới được một vùng vô cùng rộng lớn ven biển, có một căn biệt thự siêu to, siêu khổng lồ. Và đúng, đây là nhà của người sắt. Nhưng có vẻ nhà này đã bỏ hoang từ rất lâu. Chắc có lẽ tên người sắt đã tham gia một trận chiến sinh tử nào đó và hắn đã qua đời. Hoặc là hắn ăn chơi nhảy múa quá rồi mang bệnh sida hoặc dịch lộn chết queo rồi. Giờ nhà của hắn chẳng có ai trông coi. Mấy con linh cẩu cũng biến nơi này thành nhà của bọn chúng nữa. Vừa thấy búp bê Hucky như tôi xuất hiện, lũ linh cẩu này cũng đã sủa inh ỏi và không cho tôi vào. Thế là tôi cũng nhanh chóng cho cái lũ linh cẩu này thành cày tơ bảy món hết. Và sau khi dọn dẹp hết bọn chúng, tôi nhanh chóng tiến vào bên trong tầng hầm. Hy vọng ở trong đó sẽ có toàn bộ những cái thứ mà tôi có thể mang lên người, che đi những phần cơ thể bị hư hỏng. Nhưng mà khi bước vào thì các bạn có thể thấy đó, có mọc tùm. Nơi đây dường như đã bị trộm cắp, đã bị rất là nhiều bà bán ve chai lục lọi và lấy đi một đám sắt thép hết rồi. Nhưng bộ áo giáp chắc chắn cũng không còn. Tuy nhiên bọn họ lại để lại một cái bao tay có thể sử dụng được. Thế là Hucky tôi đây cũng nhanh chóng mang đôi bao tay đó vào. Wow, thật là đẹp quá đi. Và rồi thật bất ngờ, tôi đã kích hoạt được điện trong đôi bao tay đó. Nó bắt đầu hoạt động các bạn à. Nó bắt đầu trưởng ra những cái luồng laser cực kỳ mạnh. Thôi, vậy cũng được. Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại công ty sản xuất Puppy Playtime để quay trở về nhà của mình, ẩn nấp trong đó. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ thật đơn giản, nhưng mà không các bạn à. Kể từ sau trận chiến giữa các búp bê Puppy Playtime với quân đội của loài người,
thì bên phía quân đội đã xóa sạch những búp bê và chiếm lấy công ty búp bê này. Sau đó bên phía con người còn cho sử dụng những robot chiến đấu chết người để canh chừng khu vực này. Hãy thấy búp bê nào cử động sẽ giết ngay tại chỗ. Do vậy mà khi Huggy tôi đây quay trở lại công ty đã đụng độ lấy lũ robot chết người này. Bọn chúng rất mạnh, rất nhanh. Và khi thấy tôi là một con búp bê còn sống cử động, bọn chúng cũng đã ra tay. Bọn chúng liên tục tọng vào mặt, vào người, vào bụng. Tôi rất là đau đớn. Mặc dù tôi là Huggy nhưng mà hiện tại cơ thể của tôi có nhiều vết thủng sẵn trước rồi. Bây giờ thêm vết thương mới nữa, chịu không nổi. Bọn chúng kinh khủng hơn, đã đấm vào chỗ hiểm của tôi. Nhưng may mắn tôi không có chết ớt nên cũng đau nhẹ nhẹ các bạn. Sau đó tôi giả chết và cuối cùng bọn chúng đã ném xác tôi ra ngoài. Tôi cần phải thêm có một cái áo giáp nữa để che lại những cái nhược điểm trên cơ thể của tôi thì tôi mới đủ sức đánh bại lũ robot máy đó, thì mới vào được trong căn nhà của mình. Thế rồi tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi lấy được cái giày đó các bạn, là của một tên binh lính quân đội bị quái vật ăn thịt. Thì chắc chắn bên trong quân đội sẽ chứa những bộ phận của áo giáp mà tôi sẽ cần thiết đến. Thế là tôi quyết định di chuyển một chuyến tới khu vực quân đội để xem như thế nào. Tuy nhiên thì bên phía quân đội các bạn biết rồi đó, bọn chúng giống như là lũ ong vỡ tổ vậy. Khi thấy một sinh vật vô cùng đẹp trai mà khiến cho những con búp bê cái phải rụng trứng như tôi xuất hiện tại nơi này, thì lũ quân đội bắt đầu sử dụng vũ trang từ nhẹ cho tới nặng. Sử dụng súng đại bác, máy bay trực thăng, còn có xe tăng thiết giáp nữa, cứ đè vào khắp cơ thể của tôi, bắn liên tục. Nhờ đôi giày sắt rất đặc biệt này, tôi có thể linh hoạt né tránh và sử dụng đôi bao tay để bắn trả lại bọn chúng. Sau đó tôi cũng thừa thắng xông lên, lục tìm khắp các kho quân sự để tìm những bộ phận của áo giáp mà tôi còn thiếu. Nhưng mà giống như là mò kim đáy bể vậy, giống như là tìm gái đẹp giữa cái bầy đực rựa xấu xí. Tìm hoài mà không có ra các bạn à. Tôi cũng đã lục tung từ kho Bắc cho tới kho Nam, kho Đông và tất cả các kho lớn nhỏ trong cái khu quân đội này, và không thấy bất cứ thứ gì liên quan tới các bộ phận áo giáp sắt mà giống như trên người tôi đang mang cả. Hay là cái lũ quân đội này nó đã giấu kỹ tất cả các bộ phận của áo giáp sắt ở một nơi nào đó rồi hay chăng? Bỗng dưng lúc này tôi nghĩ ra một cách các bạn à. Tôi sẽ nhanh chóng tìm một tên lính quân đội nào đó và tấn công hắn, ép hắn phải khai ra chỗ mà giấu những bộ phận áo giáp sắt mà tôi đang cần tới. Thế là tôi cũng nhanh chóng quay trở lại chính giữa của cái khu quân đội chiến trường này và bắt đầu một trận chiến nữa. Sau một hồi chiến đấu, tôi đã thấy được vài tên quân lính ở phía dưới và bắt đầu tra hiếp bọn chúng. À không phải, tra tấn bọn chúng chứ không có hiếp bọn chúng đâu. Nhưng mà cái lũ quân lính này cực kỳ cứng đầu. Tôi dù có lấy mạng của bọn chúng nhưng bọn chúng vẫn không hé một lời. Và sau đó tôi đã quyết định nghĩ ra một cách đê tiện hơn. Tôi y hiếp một tên và sau đó bắt tên đó đòi sỉ gã một bà hàng xóm xấu xí hôi nách miệng thúi cho hắn. Kêu hắn hay khai mau, nếu không tôi sẽ làm thiệt đó. Hắn quá sợ hãi với lời y hiếp của tôi, hắn cũng đã khai. Mặc dù khu quân đội này là trung tâm rất là lớn, nhưng mà tất cả bộ phận áo giáp đều bị hư hỏng hết rồi. Chỉ còn lại phần ngực của áo giáp sắt đang để trên đỉnh của nóc chủy hy. Tôi cũng nhanh chóng bay lên trên đó và thấy được và thật là vô cùng lợi hại các bạn à. Khi mang cái phần ngực của áo giáp sắt vào, người của tôi đã được che toàn bộ khuyết điểm. Đã vậy, cái phần ngực kia lại liên kết với cả cái giày và bao tay, tạo ra một nguồn sức mạnh, một nguồn điện cho bộ áo giáp cực kỳ khỏe. Bộ giáp trở nên linh hoạt hơn, laser trưởng ra cũng vô cùng lợi hại. Tôi cũng nhanh chóng truy lùng tất cả những chiếc máy bay đang cố gắng tiêu diệt tôi. Nhưng mà dường như những chiếc tiêm kích, những chiếc không chiến của lũ quân đội kia đang dụ tôi bay về hướng nào đó. Tôi đã mãi mê bay theo bọn chúng để hòng tiêu diệt bọn chúng cho bỏ ghét. Vì cái tội lúc nãy bọn chúng giống như là muốn giết chết tôi vậy, cứ đè ngay cái chỗ hiểm bắn tôi không à. Tôi đã bảo rồi, tôi không có chế ớt mà bọn chúng nhất quyết cứ nhắm ngay cái chỗ đó bắn riết, khiến tôi bật mình. Nhưng mà khi đuổi theo bọn chúng, càng bay bọn chúng càng dụ tôi ra xa khỏi vùng đất liền và tới vùng biển Đông rộng lớn. Thì nơi này đã xuất hiện một cái chiến hạm, một chiếc thuyền vô cùng khổng lồ của quân đội. Ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý đâu, tôi chỉ tập trung tiêu diệt những chiếc tiêm kích đang bỏ chạy mà tôi truy đuổi mà thôi. Và sau đó tôi hủy diệt hết bọn chúng.
Và tôi cũng nhanh chóng tiếp cận và hạ chân xuống cái chiến hạm quân đội giữa biển này. Các bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Vâng, lúc này từ trên chiến hạm bắt đầu lũ quân đội cho kích hoạt những con robot khổng lồ. Ôi trời đất ơi, không ngờ lũ quân đội con người lại chế tạo ra những thứ gớm ghiếc như thế này. Hèn chi tất cả những búp bê cực kỳ mạnh trong thế giới Poppy Playtime đều bị tiêu diệt sạch. Thì lúc này mặc dù tôi đang mang bộ áo giáp siêu việt, nhưng khi gặp lũ robot khổng lồ này, bọn chúng đánh tôi giống như là con vậy. Đánh tôi không trượt phát nào, giống y chang như là tôi hớt tóc đầu môi bị ba tôi đánh vậy. Thì vô tình lúc này tôi té xuống biển và sau đó tôi ngồi lên, tôi đã chui xuống phần tầng hầm phía dưới của cái bon thuyền chiến hạm này. Và phát hiện trong đây rất là nhiều tiêm kích mà lũ quân đội đang chứa. Tôi cũng nhanh chóng phá hủy hết tất cả. Đang phá hủy giữa chừng, đột nhiên tôi nhận ra một phần áo giáp cuối cùng của bộ áo giáp mà tôi đang mặc. Đó chính là phần nón giáp sắt đầu. Wow, khi tôi bận vào, một nguồn năng lượng đã bắt đầu liên kết toàn bộ bộ áo giáp, bắt đầu kích hoạt một khả năng cực kỳ vĩ đại, bắt đầu hình thành và biến cơ thể tôi trở nên vô cùng khổng lồ. Wow, đã vậy sức mạnh của tôi vượt bậc hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần. Bây giờ tôi đã chính thức trở thành đối thủ của những con robot bên phía quân đội rồi. Tôi cũng nhanh chóng nhảy lên trên bon thuyền chiến hạm và bắt đầu có một cuộc chiến với bọn chúng. Wow, thật là đẹp, thật là mạnh. Không biết các bạn có nhức cọng lông nách nào hay không? Để tôi nhổ giùm cho các bạn. Chứ tôi nãy giờ nhức quá, tôi nhổ muốn sạch hết lông nách luôn rồi nè. Quá đã, quá tuyệt vời. Và sau đó không mất bao lâu, với cái bộ áo giáp siêu việt cực kỳ này, tôi cũng đã nhanh chóng tiêu diệt hết lũ robot tối tầng kia. Vâng, bây giờ tôi sẽ nhanh chóng quay trở lại công ty sản xuất Poppy Playtime để giành lấy nơi ở của mình. Và đó là toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.